Xin chào 500 anh em. Hiện nay tôi đang có mặt ở núi lửa Chư Đăng Gia. Núi lửa Chư Đăng Gia, xe VinFast Lux SA đã có mặt ở ngọn núi lửa Chư Đăng Gia. Đây là đây chính là ngọn núi lửa. Tại vì chúng tôi đến quá gần nên là không nhìn rõ được nó. Đây là phía thung lũng, phía trước gọi là biển hồ. Đấy, biển hồ rất đẹp. Và đây là Mr. Boom. Can you sing a song? Đấy, xe VinFast trèo lên đây, mặc dù đã tắt máy nhưng vẫn đang thở phì phò. Cái động cơ làm mát nó vẫn chạy. Ok, và một số đôi nam thanh nữ thú đang trồng bông tạo dáng chụp ảnh. Đây, đây. Cho bông lốp xe được. Được rồi, không? tí nữa đây chỉnh bung ra bung đóng cho là thôi được không? Đấy, đừng có đấy, có dây thép gai bung ạ. Đấy có dây thép gai. Đâu? Đây, dây thép gai. Để tôi đóng cái cửa này lại nhìn cho nó đẹp nhá. Rồi. Giữa rừng luôn. Đâu? Gai kia không đứng đi ra chỗ khác không nguy hiểm. Gai nữa đâu? VinFast. Đâu hả? Đây. Đâu? Lại đây. Đây đi chỉ cho. Ây, VinFast Lux SA. Hùng dũng giữa rừng. Hùng dũng giữa rừng. Daddy ơi, Daddy. Sao cái cây này nó nhỏ thế? Ây. Daddy. Sao cái cây này nó nhỏ thế? Tại vì nó rất là nhỏ. Đây, Daddy. Đâu, bà xem nào. Sao cái cây này nó nhỏ? Cái cây này nó cần bùn để giúp cho nó để lớn lên. Nó là cỏ gà. Tên nó chính xác là cỏ gà. Ngày xưa bà hay dùng cái này bà chơi chọn gà. Đúng rồi, cái cây này nó đang cần bùn để giúp. Núi lửa Chư Đăng Gia, chúng tôi phải mất 20 km nhỉ, phải không nhỉ? Gần 20 km để từ thành phố Pleiku lên núi lửa Chư Đăng Gia này. Đó. Yeah. Đây phía trước là biển hồ. Hoàng hôn biển hồ rất đẹp. Và anh VinFast lưng lững giữa núi rừng Tây Nguyên. Rừng dựng giữa núi rừng Tây Nguyên nhé, bà con nhé. Yeah. Ruộng bậc thang đã có. Yeah. Quên. À, còn chất lượng không khí nữa chứ. Đẹp quá nhỉ. Cái gì đẹp? Ok, anh em nhớ subscribe kênh YouTube của Lê Đức Thắng Channel nhá. Đây. Bye bye. Bye. Hẹn gặp lại. Bye bye, we'll say bye bye nào. Bye. Bye.